Tiếp tục là một thông tin liên quan đến y tế. Tôi muốn hỏi anh Hoàng một câu là anh Hoàng nhìn ra đằng sau và có đoán được đây là cái gì không ạ? Tôi nhìn những cái hình ảnh này thì tôi nghĩ đây là một cái bông bị ướt hoặc là một chất bã gì đó. À, vâng, xin giới thiệu với anh Hoàng cũng như là quý vị khán giả. Đây là bã sơ mít với đường kính là 4cm và chiều dài là 40cm. À, đây là bã sơ mít được phát hiện trong dạ dày của một nam bệnh nhân 60 tuổi ở Quảng Bình. Bệnh nhân này được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới ngày 12 tháng 6 trong tình trạng đau bụng, bụng trướng căng, nôn, bí đại tiện, cơ thể suy kiệt, nội soi ổ bụng. Các bác sĩ phát hiện khối bã sơ mít nằm cuộn tròn như một cuộn dây sát ngay lỗ tâm vị nằm ở đầu dạ dày. Sau khi lấy khối bã sơ mít này ra, bệnh nhân hết cảm giác đau, ăn uống được và không bị nôn nữa. Chị Tú Anh này, bã sơ mít mà dài tới 40cm thì tôi nghĩ là bệnh nhân này chắc là phải ăn rất là nhiều mít và ngoài ra thì cũng phải có một cái nguyên nhân đặc biệt nào đó thì mới dẫn đến tình trạng như vậy phải không ạ? Vâng, các bác sĩ cũng đã khuyến cáo rằng là đối với những người mà đã cắt dạ dày bán phần này, có bệnh lý về răng miệng làm giảm chức năng nhai hoặc là những người có thói quen ăn quá nhanh, không nhai kỹ thì các loại quả chưa chín kỹ và có vị chát như là hồng ngâm, sung, ổi hoặc là những thức ăn có nhiều chất xơ bã thì rất dễ gây ra tình trạng như thế này. Qua đây các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân là cần phải thận trọng khi ăn uống, đặc biệt là những trường hợp nói trên thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa.